Dương tính với chất tạo nạp thì chủ hồ và chủ cuối là phải chịu trách nhiệm và buộc phải tiêu hủy cả cái đàn lợn này. Còn nếu mà kết quả dương tính thì đoàn là âm tính thì đoàn sẽ có chịu trách nhiệm trả lại cái gì cho anh.